chỉ một mình qua lối cũ thân quen. Lõi kim cương tảng thứ hai đưa khẽ, sách ấn rơi vào hàng chờ thật nhẹ. Ngỡ lại ai đang thỏ thẻ tâm tình. Ta một mình trên lối cũ đào hang, chân dò bước về phiên chợ tìm hàng. Kìa các phố sao chẳng còn đạo trích, chỉ còn lại hư vô cực quá nhiều. Thương thay cho kiếp người nghệ sĩ, là một mình nơi những ánh hào quang. Dù như vậy ta vẫn cứ vội vàng, vì tin rằng nàng vẫn còn ở đó. Bức tranh đời khó vẽ nụ cười duyên, nguyện một lần ta tìm về chung hướng. Lúc bi sẽ chỉ còn hai chữ tường, niệm một hồi khí chiếc hầm nổ ra. Khoảng trời này nay chỉ còn riêng ta, một đốt đê cùng hàng ngàn ánh mắt. Ngọn lửa thiêng biết khi nào dập tắt, chỉ cần công mài sắt ắt nên kim. Nếu ai đó hỏi tôi rằng điều gì để đi tới con đường u ám nhưng đầy ma mị đó nhanh nhất, thì chắc hẳn bạn sẽ cần tới những chiếc bản đồ. Và bản đồ đó nằm ở đâu ư? Tất nhiên là trong quyển tàng thư bí mật này rồi. Lại còn là hai cuốn nữa thì hết nước chấm. Là một con người hết mình về nghệ thuật, hay nói thẳng ra là nghèo. Cút mẹ mày đi! Tôi đã không ngần ngại đi theo tiếng gọi của trái tim. Lý trí là cái quần què gì ai biết. Cứ thế mà chiếc lõi kim cương đầu tiên được lấy về mà chẳng suy nghĩ. Do đội hình hiện tại chỉ có lúc về đội, nhưng giờ vẫn chưa phải lúc tốt nhất để mở chúng ra. Dù vậy, việc lên 4 vẫn là điều cần thiết để tìm kiếm cô gái ấy. Giáp lửa sẽ giúp mình giữ máu tốt hơn phần nào khi chưa cần phải thua. Kết quả đầu tiên khá tốt với chỉ một chết. Mảnh ghép đầu tiên sau đó cũng đã có mặt. Chị Dậu sẽ làm tăng thêm chút tỷ lệ thành công trong tương lai. Nghe một số pháp sư nào đó thì cách tốt nhất là chờ 2 round. Ấy thế mà chờ có 1 round thì hai chữ ấn hình người đã mở ra. Ha 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 ha. Này thì biệt đội này, vĩnh biệt thì có. Chiếc nắp cống lại được mở ra như thường lệ. Sau đó là thất bại thứ 3 đã diễn ra. Một cái kết hoàn hảo với 90 tư máu còn lại. Chỉ tiếc rằng không có cô gái DJ nào lên sàn hôm nay. Mình chọn hai mảnh của nó xét làm trang bị tiếp theo cho đội hình. Đấu sĩ là mốc tiếp theo được kích hoạt. Đồng thời cũng là lúc mở ra một trong những thứ kỳ bí nhất. Umbala mở ra đạo trích. Cục luôn. Nó đã đi đâu rồi? Tôi ngậm ngùi lấy về ấn vô cực. Và tiếp theo là vẫn là vô cực. Tao bực á. Và thế là biệt đội đạo trích vô cực ra đời. Găng bọc thạch được ưu tiên sớm hơn để dễ giải tiếp máu. Hội lữ khách nửa mùa không phải quá mạnh khi thiếu đi mảnh ghép còn lại. Lucy đã chiến đấu anh dũng tới hơi thở cuối cùng. Chuỗi thua vẫn được giữ cho tới cuối con đường. Trải qua nhiều biến cố là thế, nhưng tinh thần thì không được dập tắt. Đúng này. Việc tối ưu đồ vẫn liên tục hoàn thiện với chiếc nỏ xét. Tưởng chừng điều đó sẽ giúp mình bớt đau khi bắt đầu hành trình mới. Chỉ là chúng ta đã đánh giá thấp sức mạnh của loại kim cương. Sức nóng của kho thần tích đã được chuyển qua chiếc giáp lửa. Nó như muốn đốt cháy cả đấu trường. Còn Yasuchi thì múa lên hơi thở mặt trời. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Cả đội hình bị đánh bại một cách toàn diện. Ngay khi tinh thần chuyển đến sa sút trầm trọng, hy vọng đã lóe lên với nâng cấp anh hùng ba vàng. Cô gái ấy đã đến, nhưng chỉ có một kẻ chưa trải sự đời mới mắc vào lưới tình mà thôi. Còn tôi thì khác. Bằng tất cả sự dũng cảm, từng pha trao đổi đã diễn ra. Tuy nhiên, chúng không được suôn sẻ cho lắm. Liệu rằng cơ hội có bị bỏ qua? Cuộc chơi càng đi càng xa, mà ta vẫn tin vào định mệnh. Sức mạnh của nội lực đã nổ ra. Mọi sự đánh cược đều xứng đáng. Bốn đạo trích vẫn chưa phải là quá muộn. Neko VV để ra cú hoàng thủ còn quá yếu ớt. Nhờ đó, mình có được chiến thắng đầu tiên ở 3.3. Sau đó, phiên chợ định mệnh đã xuất hiện. Bỏ qua tất cả những định kiến, bỏ qua tất cả những rào cản, tôi vẫn đến với em, Samira, kể cả khi em còn đúng cái nịt. Việc lên 7 là điều không phải bàn cãi. Hành trình kỳ diệu lúc này mới chính thức bắt đầu. Mà vừa ra quân thì ăn ngay cái chiếu ánh sáng. Đội đào hầm trái phép bị bắt tại trận. Đôi bên trao đổi vài đường cơ bản thì hai hàng tiền đạo đều nhoe nhoét. Ưu thế về quân số giúp mình lấy lại cân bằng với sức mạnh. Sau cùng, cái sai vẫn áp đảo hơn nhờ bao bắt đầu lớn. Cô nàng càng đánh càng mạnh. Sự hồi phục của kiếm súng vẫn rất tốt nếu như không dính phải vết thương sâu. Hai chết là cái kết đẹp cho cả đôi bên. Chiếc hòm kho báu nhờ đó mà nổi lên, bên trong chỉ chứa toàn áo trong bạc mà thôi. Phi vụ này chắc chắn phải tiếp tục rồi. Ấn biệt đội sau đó cũng được đổi sang Samira. Cô nàng sẽ đem về lượng sát thương ổn định hơn với nội tại chủ lực. Sự chính xác của quyết định này càng hiện rõ hơn khi vượt qua trục sói. Tất cả mảnh trang bị còn lại đều là phòng thủ. Dự báo đây sẽ là một trận chiến đầy khó khăn. Để khắc phục cho việc đó, mình sẽ cần lựa chọn kỹ càng chiếc lõi cuối cùng, và đó chính là thăng hoa, thứ thích hợp nhất khi bạn chỉ toàn đối thủ. Còn phần quà từ chặng đường thứ 3 là một chiếc ánh sáng. Ngon đấy, cơ mà chưa đủ. Tiếp đi bạn ơi. Lượng vàng giờ đây đang khá dư giả. Việc lên 8 là điều cần thiết. Đấu sĩ được thay bớt đổi lấy 5 biệt đội. Quân số một lần nữa gia tăng đáng kể. Những chiếc phân thân trở nên mạnh mẽ hơn trước khá nhiều. Trong khi đó đối thủ vẫn đang mắc kẹt phải đứng một sao. Tuy nhiên, lớp giáp được tạo ra bởi Riven lại quá dày. Khống chế diện rộng của Garen khiến cả đội phải điêu đứng. Sức sống mới liên tục bơm vào. Cuối cùng là siêu bão đã thổi bay tất cả. Một sát thương chính bị mất đi, phần còn lại như dán bắt đầu. Lũ quân cảnh tràn xuống phía dưới, tất cả đều bị đàn áp không thương tiếc. Nhận ra được tình hình đang kém khả quan, 35 máu và còn cần thêm một trận thua nữa. Mình đã không thể chờ đợi thêm giây phút nào. Đốt đề của ta đâu? Rôn rất nhanh và nhiều. Phít đồ, Ugot, rất nhiều tấm nắp vàng lần lượt xuất hiện. Mà hơi quá đà thì phải. Thứ mình cần là Samira cơ mà. Chúng cứ mình trở tay không kịp thay đội hình. Trận chiến mới đã bắt đầu. Phía bên kia cũng là một người đồng đạo khác.
có vẻ tình hình của hai bạn này cũng khó khăn không kém. Điều duy nhất đang nói ở đây là sáu logic mà thôi. Một trận thắng khiến mình không biết nên vui hay buồn, chứ không mắc kẹt ở 9/10. Để có thể giảm bớt rủi ro, Samira một lần nữa được chiêu mộ từ phiên chợ. Dù rằng giọt nước chẳng mấy thích hợp vào lúc này, bù lại, cửa hàng tiếp tục đem về rất nhiều bất ngờ. Ezreal cùng Leona đồng thời xuất hiện, đã tới lúc để thay thế đạo trích khỏi sân. Sức mạnh của năm vàng là rất lớn tại thời điểm này, cộng thêm việc đối thủ còn đang trong quá trình eco vàng lên cấp. Mình đã có được một trận đấu dễ thở, UOT còn kéo về tới 3 chiếc trứng vàng. Túi tiền đã được bù đắp lại phần nào, thăng hoa nhanh chóng bật lên ngay sau đó. Chiếc hầm sẽ được nổ ra với pháo hoa chiến thắng. Vương miện chào tay, một điểm báo dành cho Carby về sự trở lại. Công cuộc xoay bài theo đó diễn ra, một đội hình toàn từ cao cấp được triển khai. Giờ thì ai là kẻ may mắn được yết kiến đây? Phải chăng là một tên vô danh tiểu tốt còn đang chơi ở cấp độ 7? Tuy nhiên sự cúng nạp của hắn là đáng ghi nhận. Vàng cùng các đấu tập đã được đưa tới. Phần thưởng dành cho điều đó là một kết thúc mau lẹ để tránh đau đớn. Chưa tới 15 giây thì trận đánh đã kết thúc. Samira sau đó được hoàn thiện bộ trang bị với cung xanh. Bàn tay sẽ không có nhiều tác dụng. Mình chọn blue để tăng khả năng giảm sát thương. Như để kiểm chứng cho điều đó, 8 song đấu là đội hình được chọn. Với hai chiếc Sorari cùng khả năng giảm sát thương, liệu chúng có thể trụ lại trong bao lâu? Cơn sóng thần kéo đến ngay khi trận đấu bắt đầu, hiểm họa chưa dừng lại ở đó, bão quạ dần bao phủ khắp bàn cờ, tiếp đến là bão tố, bão đạn và bão lai thì sao nhỉ? Đáp án cho câu hỏi trước đó là 14 giây để kết thúc trận chiến. Những chiến thắng áp đảo dần khiến mình chủ quan và kiêu ngạo, việc lên 9 đã bị coi thường vào thời điểm đó. Điều này cũng có cơ sở, khi đối thủ chỉ là một con cuốn nhỏ, mọi thứ vẫn nổ ra đúng như dự kiến, chỉ là mình đã tính sai một thứ. Việc phít đầu rời bỏ vị trí khiến cho hậu phương thất thủ, UX1 đã đủ để xé nát tất cả. Thời điểm thăng hoa còn chưa đến lúc, cúc luôn. Chỉ một giây phút lơ là đã khiến cho số máu tụt về mốc nguy hiểm. Để sửa sai cho lỗi lầm đó, mình tìm tới chiếc ấn vô cực thứ 3. TS thì vẫn đang đợi ở đó như một kẻ si tình. 7 đội xuất hiện. Cấp 9 được kích hoạt với sự trở lại của Leona. Cô nàng tuy sinh sâu đẻ muộn nhưng lại dẫn đầu trong việc dạy thì. Ý chí chiến đấu một lần nữa sục sôi trở lại. Và đây là cuộc chiến giữa hai người nghệ sĩ. Lục đạo luân hồi đã giúp chúng trở lại từ cõi chết và tạo ra những bộ giáp vàng. Thứ pháp lực khủng khiếp ấy khiến cho tà thần cũng phải sợ hãi. Hai con bù nhìn đúng nghĩa. Với tốc độ dọn bàn cực nhanh khi trang bị blue cùng Sujin, Ezreal trở thành một mối hiểm họa to lớn hơn tất cả. Hàng thủ tan biến chỉ sau vài giây ngắn ngủi, còn Samira thì không thể đục thủng tấm khiên hổ phách. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, báo động đỏ đã kêu với 11 màu cuối cùng. Mọi chuyện đang đi quá xa, chúng đã đánh thức con quỷ trong ta. Tà thần đã được nâng cấp, sau đó là Ezreal cùng Ugot. Quá nhiều sự tăng tiến vào lúc này, không một ai dám tới làm đối thủ ngoài một cái bóng nhỏ nhoi. Mình sẽ không để mắc thêm bất cứ sai lầm nào thêm nữa. Những chiếc máy kéo cũng cần được chú ý. Đánh đổi cho việc đó là ăn chiếu nguyên nhà. Tuy nhiên điều đó chỉ làm tăng thêm chút kịch tính mà thôi. Vị vua vô danh cố gắng dãy dụa trước quỷ môn quan. Đáng tiếc sức người có hạn, bão đạn vô tình, chúng phải trở về với cát bụi. Đối thủ cuối cùng lúc này chỉ còn lại nhà thám hiểm. Để đáp lại tình cảm khi xưa, món cua hoàng đế giờ được đem ra chiêu đãi. Ezreal lại còn bất cẩn rơi vào vòng tay Leona. Từng cơn sóng ở đáy sông bắt đầu cuộn trào, không một ai có thể thoát khỏi cơn ác mộng ngày hôm ấy. Và con cua thứ 7 cũng được tìm thấy tại siêu thị. Tất cả đã sẵn sàng cho việc hiến tế. Liệu bao nhiêu người sẽ phải hy sinh? Không, điều đó sẽ không cần thiết với đôi đời huyền thoại. Tất cả đều xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Tất cả đều sẽ được ăn cua hoàng đế. Và thế là UOT 3 sao. Bạn thấy sao với đôi đời lần này? Nhưng mà đừng có đi mách Riot nha. Không người ta lại bảo mình hack game thì toi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Chúc mọi người mạnh khỏe, leo rank vui vẻ và thành công. Cuối cùng, mọi người cũng đừng quên để lại cho mình một like, một share và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình.